nếu mà nó lên map thì giá gold mình đoán nó sẽ phải tầm vào tầm 1,2 triệu đến 1,3 triệu một bê đấy giá gold nếu mà GM nó mở map. Hello, xin chào mọi người, mình lại tiếp tục với cái nhiệm vụ lên level 110 ở bên thành Alex nhé. Thì hôm nay là mình tiếp tục làm. Ở đây thì mình đã nhận mấy cái nhiệm vụ này rồi. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu làm tiếp nhiệm vụ là bông hoa đợi chờ và bình thuốc tình yêu, là hai cái nhiệm vụ ở gần nhất. Rồi bây giờ mình sẽ cho PT của mình đi ra cái vị trí đánh quái để có nhiệm vụ. Đấy, xin giới thiệu với anh em, đây là PT của mình ở bên server Thanh Long. Sao mấy app này chạy chậm thế nhỉ? Để tí nhá, mình thử ra đây mình kiểm tra lại xem nào. Đúng mà, chạy các thứ ok rồi. Ở bên server Thanh Long này thì mình có set toàn bộ là set thời trang vào, nó sẽ đẹp hơn ở bên server Bạch Hổ. Server Bạch Hổ thì PT của mình ở bên đấy thì gọi là có thôi, nó không được như server Thanh Long. Thì hôm nay là cũng là rất là may là ở server Thanh Long ấy thì lượng người lốc vào tài khoản nó bị giảm đi, mình không biết là nó giảm đi hay là do vừa rồi GM nó kích đít, nên mình lốc một phát được luôn cả PT vào. Lâu lắm rồi mới được có một ngày nó như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ tìm địa điểm nào. Bạch đạo tặc. Giờ là tiêu diệt bạch đạo tặc. Thu thập 50 nước hoa lily của bạch đạo tặc. Chọn bãi nào căng nhỉ, ở đây chỗ nào cũng có bãi có người rồi, không có chỗ để farm chơi ở vòng hay chơi xem nào. Có khi là phải KS nhau với cả một PT nào đó thôi. Khoái KS lắm. Rồi chạy lên trên này xem có không. Đây đây đây, như chỗ này thấy khá là đông mốt. Chắc ở đây được đấy. Không ăn thua. Đây có PT đấy. Tôi thì mình khả năng là phải KS nhau rồi. Thử xuống dưới này xem nào. Dưới này không biết là có PT nào ở dưới này không. Lại có PT ở đây nữa không? Căng nhỉ, chỗ nào cũng thấy PT. Đây là hắc đạo tặc rồi. Mình thử đọc nhiệm vụ nào. Của bạch đạo tặc, bạn có thể tìm thấy bạch đạo tặc. Đây là bắt buộc phải đánh con bạch đạo tặc thì mới ra. Con này là con hắc đạo tặc. Bạch đạo tặc ở đây. Thôi, mình sim KS ở đây. Mình sẽ KS bãi này. Nhận vị trí, bắt đầu bốt, thay bộ bán kính,
40. Rồi ok, PT của mình đã KS bãi này để có thể làm được cái nhiệm vụ bông hoa đợi chờ này. Đây, nhận được một cái rồi. Tiếp tục cái nữa rồi. Đấy, đánh nhau loạn xạ cả, loạn tung bậy đi. Đây, viên nữa rồi. Chả mấy chốc mà đủ đâu. Trong cái thời gian chờ đợi đấy thì mình sẽ thử tìm xem mấy cái nhiệm vụ nữa nó ở đâu. Đây, Meha, đánh con quái Meha ở bên trên này rồi. Một trăm giọt nước thánh. Đây, phải là mình tiếp tục. Sau cái nhiệm vụ này là mình sẽ vòng lên đây. Đánh ở chỗ này đã. Thung lũng vong vọng, tóc tha. Con này hơi xa. Đây, hộp tài liệu. Thu thập 50 đá, lạc đà. Ở chỗ này là gần nhất rồi. Sau cái nhiệm vụ đánh thu thập 50 nước hoa lily này thì mình sẽ chuyển đến hộp tài liệu, là nhiệm vụ hộp tài liệu này ở đằng bên này, thung lũng vong vọng đây, nó gần, khá là gần. Mình đang đứng ở đây, di chuyển phát qua cầu di chuyển thì nó sẽ đến đây, gần thôi. Đấy, mình sẽ cứ đi lần lượt, cứ nhiệm vụ nào ở gần thì mình sẽ đi trước. Ở đây là trong cái này là mình nhận hết, nhận nhiệm vụ rồi. Và bây giờ chỉ việc đến chỗ đấy thôi, đi vòng một lượt. Nhìn thì nhiều nhiệm vụ ấy thôi, nhưng chỉ bằng một lượt là anh em có thể quét hết được nhiệm vụ rồi. Ép nhau như này thì mình có cái phiêu ảnh này, phi hành phiêu ảnh này sẽ rất là tiện khi cài ép nhau. Được 22 cái rồi. Ở server Thanh Long đây rất là nhiều, đến tận 4 cái, mở tận 4 trang rồi, sang trang thứ 4 của nhóm. Khả năng là mình sẽ tua qua đoạn này thôi, tua nhanh qua đoạn này để đến với nhiệm vụ tiếp theo. Rồi, ở đây là mình đã thu thập đủ 50 cái nước hoa của Lily rồi. Giờ mình sẽ chuyển tiếp sang bãi rừng bốt. Mình sẽ đi sang bãi bên trên kia nhé, tiếp tục nhiệm vụ nữa.
cứ mỗi nhiệm vụ này thì mình sẽ làm trong khoảng là tầm 10 phút, 5 đến 10 phút là để sẽ xong một nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ này thì anh em như mình nói rồi đấy, thì cái điểm kinh nghiệm của nó sẽ nhanh hơn, nhiều hơn. Nhưng anh em phải có thời gian để ngồi máy thì mới làm được cái nhiệm vụ này. Rồi, chúng mình chuyển sang. Ok, đây, PT của mình đã sang rồi. Giờ mình sẽ xem vị trí của nó là hai bên này, một trong hai bên này. Mình sẽ chạy lên. Ở đây là mình chưa kích hoạt chân chạy. Ok, mình vừa thao tác xong rồi đấy. Anh em nhìn thấy thao tác của mình khá là rườm rà và lằng ngoằng. Ở đây nó không như ở bên tem EU. Tem EU thì ấn chân chạy một phát là cả tem được hết chân chạy luôn. Đây, đánh con bọ này, bọ sa mạc. Thì mình cũng sẽ chọn một vị trí. Mình sẽ chọn vị trí ở đây đi. Vị trí chỗ này, nhận vị trí, bắt đầu bốt. Ở đây thì không có PT nào tranh nên mình sẽ thay đổi bán kính để tầm 15 thôi. Và mình sẽ phá cái nguyệt tinh này đi. Phá cái nguyệt tinh này thì mốt ở xung quanh của nó sẽ hiện ra nó nhiều hơn. Đây nữa. Năm mươi nhựa của cánh sa mạc, nhựa của quái vật sa mạc được mấy cái rồi, cũng nhanh nhưng mà. Lát hết nguyệt tinh. Tí nữa thì chết. Đấy, làm nhiệm vụ này thì đánh có 50 cái thôi, nó cũng khá là nhanh. Nhờ một cái nữa đã xong được 12 cái rồi. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình sẽ tìm xem cái nhiệm vụ ở gần đây nhất.
Đây, cái da lạc đà này là nó cũng ở gần đây, thì mình thử xem lại xem nào, xem nhiệm vụ ở đánh quái nào. Nhện sa mạc. Đấy, đánh xong con bọ sa mạc này thì mình sẽ lên nhện sa mạc, lên chỗ con nhện sa mạc để đánh cái nhiệm vụ, để ra cái nhiệm vụ da lạc đà này. Được 19 cái rồi, cũng khá là nhanh thôi, tại vì không có PT nào KS cùng nên làm mấy cái nhiệm vụ này nó cũng rất là nhanh. Là con khẩu đồ nhóm. Khả năng là mình cũng phải tua qua đoạn này thôi, tua nhanh qua nha anh em nhé. Rồi, cũng rất là nhanh. Vậy là mình cũng đã thu thập xong 50 cái nhựa quái vật rồi. Và mình bây giờ mình sẽ di chuyển PT đi. Mình sẽ di chuyển PT lên chỗ nhận sa mạc để làm tiếp cái nhiệm vụ nữa. Đây, nhận sa mạc đây. Phải làm tiếp cái thu thập 50 dạ lạc đà này. Mình sẽ nhận vị trí ở đây đi. Sao lắc này không di chuyển nhỉ? Đang lắc à? Mình nhận vị trí ở đây vậy. Rồi. Ồ. Bị kích đít rồi. Cay thật đấy. Đấy, như mọi người thấy đấy, ở server Thanh Long này thi thoảng là lại bị kích đít. Ác chủ PT của mình ấy, Ác Mid Baby, vừa mới bị kích xong. Và bây giờ đang vào lại. Thì mình cài đặt theo PT mà. Chỉ cần ác chủ PT kia mà bị ao ra thì PT tự động nó sẽ hủy. Giờ đợi cái ác đấy vào lại thôi. Đấy, nhập captcha. Đây. Đang vào lại rồi. Rồi, ok. Ác chủ PT đã vào rồi. Thì các ác của mình nó sẽ tự động, nó sẽ gia nhập vào nhóm này. PT nó sẽ tự động auto hết. Ô, ác này bị về à? Mình sẽ di chuyển ngược lên. Ác này vừa lấy là chết ngang đường, xong rồi ao ra thì nó sẽ bị về. Đờ lag rồi. Đờ lag. Đấy, các ác khác của mình là đang tự động vào nhóm, gia nhập nhóm. Thu thập được 4 cái rồi. Ác này là bị lag rồi. Mình không hiểu tại sao nó đơ rồi này. Kẹt, đang kẹt ở đây. Thôi thì cứ mặc kệ nó vậy.
chấm dứt để cho nó lốc lại vào. Ở bên server Thanh Long này này thì thực sự dạo gần đây nó không ổn định đâu mọi người ạ. Đấy, như mọi người vừa thấy đấy, thì của mình là ác chủ PT của mình đấy bị kích tít, và các ác khác thì cũng thường xuyên xảy ra cái hiện tượng đấy nếu mà anh em cắm trên một thời gian dài. Đây, đang vào lại đây rồi. Đợi em nhập lại captcha em nào. Nó nhập lâu quá, mình tự nhập vậy. Đây, đến nơi tử lạn luôn. Rồi, bắt đầu chơi đi. Nhận lại vị trí, bắt đầu bút. Thì hôm nay GM nó cũng vừa có thông báo, cũng không phải thông báo mà là GM trong game này thì nó có đăng ALL lên là sắp sửa lên map 120, nên rất nhiều anh em đang có tình trạng là bán đồ D11 đi, để nếu có lên map 120 thì nó sẽ lên đồ D12. Không biết là bao giờ thì nó sẽ lên map. Nay thì mới có thông báo của GM Saka, nó đăng báo thông báo ALL ở trên này, chứ cũng không phải là thông báo chính thức của nhóm trang fanpage. Nếu mà thực sự nó mà lên được cái map level 120 ấy, thì giá gold ở đây hiện tại nó sẽ còn tăng nữa. Giá gold bây giờ đang là 790 và 800.000 một B. Nếu mà nó lên map thì giá gold mình đoán nó sẽ phải tầm vào tầm 1.2 triệu đến 1.3 triệu một B đấy, giá gold nếu mà GM nó mở map. Tại vì sao? Tại vì khi nó lên map ấy thì hầu như các đồ đạc ở đây này nó sẽ phải lên đồ D12, và mọi người sẽ bắt đầu mix lại vũ khí và mix lại giáp. Mà mix đồ cộng thì là phải cần đến gold. Lượng tiêu thụ gold nó sẽ rất là nhiều nếu mà lên map. Mình thử quay lại xem nào, được 19 cái rồi. Nếu mà thực sự mà lên map ấy thì mấy cái đồ vũ khí của mình này mình cũng sẽ phải bán đi để lên đồ D12, khi arc của mình là lên cấp 111 thì sẽ mặc được đồ D12. Còn những ác nào vẫn level 101 đến 110 thì vẫn mặc đồ D11. Thì cũng không biết là GM nó sẽ mở theo map, lên map như thế nào. Đợt trước thì ở server Job 2 ấy,
cũng của VDC này, thì nó có lên map 120. Có map 120 đấy. Thì đồ của đồ D12 thì cấp 101. Đồ nó là đồ D12 nhưng nó cấp là cấp 101. Đồ người nào level 101 vẫn mặc được đồ D12, D13. Đấy. Thì mình không biết là bây giờ nó sẽ mở theo như thế nào. Rồi, sắp sửa xong cái nhiệm vụ ở đây rồi thì mình sẽ tiếp tục tìm cái nhiệm vụ nữa nào. Mình sẽ thử tìm xem cái nhiệm vụ ở gần đây nhất xem nó ở chỗ nào nhé. Con này, con này hơi xa. Đây. Thu thập 100 giọt nước thánh. Là nó ở gần mình nhất thì đến chỗ này thôi. Đây nữa này. Xem cái này nữa nào. Đây, cái này nữa. Ba cái này. Ba cái đầu tiên này. À, đánh ở chỗ này. Con Duck Sanderman. Duck Sanderman. 40 cái rồi. Liệu làm hết tất cả những cái nhiệm vụ ở đây thì nó sẽ lên được tầm bao nhiêu phần trăm? PT của mình ấy thì PT 3 phép mà. 3 phép là sao thì mình cũng nói rồi đấy. Là up 3 bảng phép, bảng băng, bảng lôi và bảng hỏa thì được gọi là 3 phép. 3 phép này khi đi trên này là rất là trâu bò. Không lo bị chết sập PT. Vừa có băng để thủ, vừa có bảng hỏa đam to, vừa có bảng lôi cơ động. Rất là tiện khi đi trên. Mỗi tội là hơi bị hao mana thôi. Nhưng không tốn mấy. Ok. Vậy là mình cũng đã làm xong cái nhiệm vụ này rồi. Và bây giờ mình sẽ chuyển PT lên cái vị trí ở bên trên này nhá. Để làm ba cái nhiệm vụ tiếp theo. Mình đang trao bên này, đang tab trao của phấn vũ ấy. Phấn vũ thì nó sẽ hiện như này. Cả màu xanh cũng như màu đỏ, rất là đẹp. Cả bốn nắc của mình cũng đang tab điên này. Biết là phải chỗ này không nhỉ? Đây đi, mình sẽ nhận vị trí ở chỗ này nhá, và mình sẽ chơi ở đây. Bắt đầu vô. Thôi xong, khoảng rồi. Hồi sinh lại nào. Ok, đây nhiệm vụ đây. Đánh con bot Saman
Đây là con Duck. Duck Saman. Tí nữa mình sẽ phải lên con kia, lên chỗ kia. Nhiệm vụ ra rất nhiều luôn. Rất là nhiều nhiệm vụ. Nhặt không xuể luôn này mọi người. Rất là nhiều. Thu thập 100 cái đây. Cả hai nhiệm vụ đều thu thập 100 cái. Nhiệm vụ quy đây, ra rất là nhiều những cái xanh xanh như này. Cái ác này chỉ có nhặt thôi. Khả năng là mình sẽ thử chuyển con pet sang ác này nhé. Mình sẽ chuyển con pet sang ác này để cho nó nhặt thay. À, không tháo được. Khi đang chiến đấu thì không thể nào tháo được. Thôi được rồi. Cái vậy. Nhưng nhìn nó nhặt như này khá là khổ. Mình thì có con pet nó ở ác bên này. Nhưng con pet ở bên này thì mình sẽ thử tạm dừng lại nào. Tạm dừng cái ác này lại. Để mình chuyển con pet sang cái ác kia. Muốn tạm dừng được thì mình phải đứng xa ra một tí. Thôi xong, bị ăn đập rồi. Ở gần đây không có PT nào nhỉ. Hôm nay tự dưng lại thấy vắng vẻ thế. Đây, đây có PT đây rồi. Mình sẽ đứng ké ở đây và phá hủy con bot hay con pet đi. Rồi, rồi bây giờ mình sẽ chạy sang bên này. Rồi. Úi, nhìn quy ra rất là nhiều luôn. Ấn vào trao đổi. Di chuyển con pet sang. Thùng đồ bên này là đang đầy rồi. Mình sẽ phải vứt bớt đồ đi. Tại vì nó quá là đầy rồi. Trao đổi. Ok, xong rồi. Mình sẽ dừng cái ác lại lại. Sẽ chạy lên đây để thả con pet này ra. Tại sao mình lại phải chạy lên đây? Thì như mọi người thấy đấy, thì trong vòng 20 giây kể từ khi kết thúc trận chiến thì mình mới có thể tháo con pet này, thả con pet này ra. Đấy, vậy là mình đã thả ra con pet để nó nhặt đồ rồi. Và bây giờ mình sẽ cho nó bắt đầu vào bốt lại. Có con pet này nó nhặt thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đây, cho mọi người thấy. Đấy, đây, đây con gấu của mình nó đang chạy, nó nhặt đây. Đấy, mọi người thấy chưa? Cả mình lẫn nó cùng nhặt rất là nhanh. Nhằng một cái đã gần hết rồi. Sự kết hợp của pet và người nhặt. Đấy, vậy là cũng sắp sửa xong cái nhiệm vụ này rồi, 72 cái rồi. Đấy, có pet nhặt thì rất là tiện. Tại sao pet nhặt đồ nó lại có riêng là cái mục đích như vậy? Nó nhặt nhanh.
Mình thử xem con pet này của mình còn bao nhiêu ngày nữa. Còn có 4 ngày nữa thôi. Một ác này của mình đi về rồi. Ác lùa này, một ác lùa đi về mua máu mana rồi. Đấy, đây là tự động. Hết máu mana nó sẽ tự động nó phù về và nó đi mua. Biết nó có lên kịp không? Tại vì ở đây cũng sắp sửa xong rồi, 85 cái. Bên này 34, 35. Ờ, khả năng là kịp đấy. Có một PT nào đó ở gần đây họ đang kayak đây. Chín năm ba chín chín năm chín sáu. Nhiệm vụ ấy, nếu mà anh em xem nhá, để ý nó sẽ chia đều, rất là đều luôn. Ví dụ như hai cái nhiệm vụ này của mình này cùng là một con mốt thì nó sẽ chia rất đều. 98 98, anh em thấy đấy, nó chia cực kỳ đều luôn. 99 99 đấy, đã xong. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục là đến cái nhiệm vụ này nữa. Hai cái nhiệm vụ này xong rồi, giờ đợi lên 45 rồi, chắc tí nữa cái ác kia của mình lên trên này, cái ác này chạy lên thì cũng vừa để xong. Mình thử xem tiếp nhá, xem tiếp xong cái nhiệm vụ này thì mình sẽ đến quái ở đâu. Đánh con này à, mình sẽ tìm vị trí ở nó gần nhất. Chỗ này hai cái ở đây không? Đây, đúng là khu vực này là khu vực gần nhất. Mình sẽ lên trên đấy nữa. 49 50. Vậy là mình cũng đã xong rồi. Và bây giờ mình sẽ cho PT chạy lên trên đấy nữa. Còn cái ác này đang chạy ra. À mà thôi, ác, mình sẽ đợi ác này chạy lên cùng. Ác này mình đã cài cái chế độ là chạy ra bãi khi có trao, khi có táp đây thì nó sẽ tự động nó táp lên và nó chạy cho nó nhanh. Nói đi nói lại thì cũng phải công nhận một điều rằng cái set diễm liên phục này này rất là đẹp đối với cái ác này. Mình khen, mình không nhớ là mình khen bao nhiêu lần rồi, nhưng vẫn phải công nhận một điều đấy. Mỗi lần mình nhìn thấy cái ác, cái nhân vật này mặc cùng với cả set diễm liên phục này này rất là đẹp. Nhìn chân nó chạy mà xem, anh em thấy chân nó chạy mà xem. Cầm mấy cái bộ đao khiên này nữa, nhìn rất là ngầu. Cute Cute for my que.
Sắp đến nơi rồi. Rồi, ok, đã đến nơi rồi đấy. Mình sẽ dừng bốt lại và ấn bắt đầu theo dõi. Rồi, mình sẽ di chuyển này, cả PT lên trên này. Ô, sao còn một đắc nào nữa nhỉ? Minh Long này vẫn chưa lên này. Lại phải ấn lại. Xong rồi đấy, nó khá là lằng nhằng và loằng toàn loằng ngoằng ở cái đoạn đấy. Đấy, giờ chỉ còn có hai cái vị trí nữa thôi là mình có thể quay về và mình trả nhiệm vụ một loạt luôn. Chắc là hôm nay sẽ lên được tầm 97%, 97, 98%. Mình sẽ thử tìm xem cái nhiệm vụ nào nữa để mình làm cố lên được 110 luôn không. Đây, đây chính là cái vị trí trung tâm mà mình sẽ cho PT của mình dừng lại. Nhận vị trí, bắt đầu bốt. Full kho rồi, mình sẽ phải vứt bớt một số đồ đi để cho nó nhặt. Đấy, còn ở đây chỗ vị trí này có hai nhiệm vụ này thôi. Đánh cái con quái ở chỗ này ấy, thì quái ở đây nó đánh bằng quái phép, nó đánh bằng phép thì đam của nó sẽ rất là yếu. Mình kể cả mặc xe giáp cùi đi nữa thì đánh mấy con quái ở đây sẽ không lo bị chết.
Dù nó là quái 104, nhưng kể cả anh em mặc xét giáp Omo lên chỗ này mà chơi thì cũng không phải lo. Mình đánh giá tất cả các con mốt ở trong cái thung lũng băng vang vọng này này, đến lãnh địa hồng này và mê cung hỗn độn này, thì con quái ở đây, con quái này này, Urea US này, là cái con quái mình gọi là yếu nhất đấy, theo mình đánh giá là như vậy. Ô, ở đây ác minh long này cũng có nhiệm vụ à, để mình phải sang cái ác minh long mình xem ra nào. Cool nào. Nhặt đi. Rồi, khả năng là mình cũng sẽ tua qua đoạn này thôi, để tránh mất thời gian, cho anh em ngắm lại một lần nữa. Các anh em nhớ nhé, những cái vị trí mà mình đứng để chơi vào farm thì gần như là những cái vị trí mà PT nó hay đứng farm. Đấy, như cái vị trí này này là PT biết là hay đứng ở đây để chơi PT, tại vì chỗ này nó vừa không mắc cái vật cản khi mình lùa, và mốt ở đứng ở chỗ này nó lại rất đông. Vậy nhá, mình sẽ tua tiếp. Ok, vậy là mình đã làm xong cái nhiệm vụ ở đây rồi, và bây giờ mình lên tiếp cái chỗ nhiệm vụ trên này. Con Mehen này ở đây là coi như là mình đã hoàn thành xong. Giờ mình sẽ di chuyển PT lên đấy nhá. Đây, giờ mình sẽ di chuyển lên vị trí trên này để làm nốt cái nhiệm vụ này nữa. Xong là mình sẽ về mình trả nhiệm vụ. Thì không biết là mình trả nhiệm vụ xong thì nó sẽ lên được tầm bao nhiêu phần trăm. À, sai đường rồi. Đây, khu này được. Mình sẽ dừng tại vị trí này. Mình sẽ cho PT của mình nhận vị trí bắt đầu bốt ở đây. Đấy, ra nhiệm vụ đây rồi. Thì nốt xong cái nhiệm vụ này nữa thì mình sẽ phù về và mình trả nhiệm vụ. Thì không biết là nó sẽ lên được tầm bao nhiêu phần trăm. Ở đây là mình cũng đã hoàn thành được cũng khá khá đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cả cái này nữa là 9 nhiệm vụ, thì tính ra được tầm 4%. Đấy là mình tính cao tầm 3-4%, thì mình đoán là tầm 97% đấy. Rồi bây giờ mọi người đợi cùng mình nhé. Thank you.
Đấy, PT của mình là vừa bị đít xong một phát. Đít toàn bộ PT luôn. Đến lúc mình tạm dừng đấy. Thì vừa ấy vào lại xong. Anh em thấy không? Cứ mỗi lần bị đít một cái ấy, thì cái giờ xanh này này lại được tăng lên. Vừa nãy mình chỉ còn có 3 giờ thôi mà bây giờ lên 4 giờ này. 4 giờ 17 phút được cộng lên rồi, cộng thêm. Rồi, khả năng là mình cũng tua nhanh qua thôi. Hello. Vậy là mình đã làm xong cái nhiệm vụ này rồi. Và bây giờ mình sẽ dịch chuyển về. Và mình sẽ trả hết toàn bộ tất cả các nhiệm vụ. Để xem nó lên được bao nhiêu phần trăm nhé. Đây. Rồi, và bây giờ mình sẽ tìm xem các vị trí để mình trả nhiệm vụ. Kho bán vũ khí này. Nhận phần thưởng. Tiếp theo đó này, vào kho, lại chạy lên kho, ở thuốc, nhận phần thưởng, bình thuốc tình yêu 3, mình cũng chấp nhận nhốt. Xem là mình thích tình yêu 3 này đến đâu. PT thương nhân buôn dược liệu, chủ liên minh bảo tiêu, chủ liên minh bảo tiêu. Rồi, cứ để đấy đã. Mình bây giờ sẽ trả từng cái nhiệm vụ một đã. Làm gì cũng phải từ từ, không vội được. Đây là cái nhiệm vụ hồi trưa đấy này. Trả tiếp. Đây. Học tài liệu. Trả tiếp. Xem ở đây nó còn nhiệm vụ nữa không. Hết rồi. Hết nhiệm vụ à? Đây cũng hết luôn, cũng hết nhiệm vụ. Mình sẽ di chuyển sang bên thành này, sang đây bắt đầu nói chuyện. Đơn thuốc, trả nhiệm vụ. Đơn thuốc 3. Chấp nhận. Bông hoa đợi chờ. Trả nhiệm vụ. Đơn thuốc 3 này lên trên này. Trả luôn cái nhiệm vụ này. Trả nhiệm vụ. Đây là ở đâu này?
mọi người cứ để ý nhé, cái chấm vàng đây này là những cái chỗ mà mình cần trả nhiệm vụ. Trả nhiệm vụ cũng đây cũng hết nhiệm vụ rồi, tiếp tục ở chỗ này nè, vũ khí. Đấy, vậy là mình cũng đã trả xong toàn bộ một loạt nhiệm vụ và lên 96%, 96,35. Bây giờ thì mình mới nhận một số cái nhiệm vụ ở đây. Đến gặp người quản kho, vận chuyển thuốc tình yêu, làm mấy chủ liên minh bảo tiêu. Liên minh bảo tiêu là tiêu cục đây, như ở trên này. Thì mình sẽ chạy lên trên đấy. Đây chính là y đây, nhận nhiệm vụ, trả nhiệm vụ bộ quần áo tốt nhất. Ta muốn nhờ ngươi một việc, hãy mang cho thương gia. Thương gia ở đâu nhỉ? Người bán tạp hóa. Tạp hóa rồi, ok. Bán tạp hóa xem nào, tạp hóa là chỗ này, tạp hóa đây. Không phải, hay là tạp hóa ở bên ấy nhỉ, người bán tạp hóa Kappa ở bên này. Đây, bộ quần áo tốt nhất, nhận nhiệm vụ, trả nhiệm vụ rồi. Tốt nhất 2, ngươi hãy đi kiếm cho ta 30 vảy xanh của Uren và 50 vảy da của Boka. Đây, nhiệm vụ ở đằng bên này. Thì tí nữa mình sẽ lại chạy tiếp lên đấy. Trước khi đó thì mình sẽ thử chạy ra đây mình nhận nhiệm vụ xem nào, nhận nhiệm vụ ở hai cái con lính này xem đã được chưa. Chưa được nhỉ. Đây là rất là nhiều NPC. Thương miền kho hội. Mình cũng không biết là ở đâu mới đâu. Thương viện. Người bán ngựa. À, đây đây. Aha đây, người quản lý đây.
giao vũ khí, nhận cuốn sách không trở về. Người quản lý đã gửi sách quá hạn, người hãy mang tới. Xuân nhận Ellie là thế nào nhỉ? Người quản lý hộ Ellie. Ellie, à mình nhớ rồi, bên kia. Cái này là bên đầu tàu đắm. Săn con bốt nhất gì này. Cái này mình không làm được. Ký ức về tình yêu với người chồng. Chiếc nhẫn có khắc tên của Titi. Chấp nhận. Cái này làm được. Thông báo thuế tiệm buôn vũ khí. Người buôn vũ khí Hameka. Được, cái này là chạy ra chỗ người buôn vũ khí ấy. Thông báo thuế hàng tạp hóa. Hàng tạp hóa Melit. Ừ, hình như bên đấy. Thông báo thuế cửa hàng bán máu Titi. Được, nhận hết, mình sẽ nhận hết. Thông hóa thuế của thương gia Woody. Rồi, ở meta nhiệm vụ tài chính này khá là nhiều ấy, mình thấy thế. Không trở về Ellie. Giờ mình sẽ đi lại tiếp tục vòng ra kia. Nhận cũng khá được nhiều nhiệm vụ ấy. Mấy nhiệm vụ này là chỉ cần chạy qua mấy cái người NPC thôi. Mình làm vài nhiệm vụ thì mình cũng bắt đầu thấy quen rồi. Đấy, nhận nhiệm vụ. Chào ơi. À, thử xem ở đây còn nữa không. Vật phẩm ở đây, di chỉ hắc đạo tặc. Được, lại nhận thêm một cái nhiệm vụ ở đấy nữa. Tiếp tục này, ra đây nè, ký ức này. Nhận nhiệm vụ. Xem. Lại tiếp tục là hắc đại tặc nữa. Ngon, hai cái cùng là hắc đạo tặc. Vận chuyển túi vàng, lại mang lên cho nhân viên tài chính. Được, cũng rất là đơn giản nhiệm vụ. Khó quá. Mang lên thống đốc à. Mình nhớ có một cái của thống đốc. À đây, của tiệm buôn. Tiệm buôn vũ khí nữa. Thuế đây. Lại nhận tiếp. Khá là hay. Hóa đơn thuế. Tiếp tục này. Vỏ trứng. Xem nào. Đây Wendy à. Thu thập 30 vỏ trứng. Rồi. Khó quá. Bắt đầu nói chuyện này. Ở đây không có. Đấy, vừa lằng nhằng cái là mình cũng nhận được khá là nhiều nhiệm vụ. Mấy cái nhiệm vụ này cũng rất là dễ làm. Nếu mà anh em mà có thuộc hết tất cả những cái thuộc hết tất cả NPC ấy. Cái này từ bỏ đấy, không tàu lắm. Thuộc hết tất cả NPC ấy, thì anh em làm rất là nhanh.
Không phải đây. Đây. Whitty đây. Thông báo vào thuế đây. Lại nhận tiếp. Hóa đơn thuế của thương nhân. Lại giao cho tài chính. Hàng hóa đặc biệt. Cái này là của con tàu đắm chứ còn không lấy được. Mọi người cứ để ý này, có tàu đắm liếc biển ấy là lỗ hổng không gian là mình không làm được. Kim loại quý hiếm cũng ở lỗ hổng không gian. Và bây giờ mình lại chạy lên cái chỗ nhân viên tài chính để trả một loạt nhiệm vụ, vừa mới nhiệm vụ thuế đấy. Khá là ngon và dễ làm. Bây giờ đã lên 79% rồi này. Nếu mà mình làm khả năng là lên được level đấy, lên được level 110 ấy. Bắt đầu nói chuyện này. Hóa đơn thuế chấp nhận. Hóa đơn thuế thương nhân ok. Xong rồi. Cuốn sách trở về. Ellie chưa nói chuyện. Thuốc cho loài ngựa. Titi mang thuốc đến này. Thức ăn cho ngựa. 100 con bọ đắc lét. Đấy, bọ ở đây à, cũng ngon. Rất là dễ làm. Tiếp tục này. Chuẩn bị từ giã 30 mảnh vỡ và 50 đế trang từ Ekuri. Xem nào ở đâu à. Đây. Oh, cũng ngon. Mình sẽ mang cho Titi trước đã. À, thử xem trong kho có cái gì không. Thủ thư. Tin đồn về người quật kho. Chấp nhận. Đã hoàn thành. Bắt đầu nói chuyện này. Chữ ký của Titi. Chấp nhận. Chữ ký của Whitty. Ồ, mấy NPC này mình gần như là mình biết hết rồi. Nó rất là dễ thôi. Thủ thư. Xem cái ở cuối nào. Mang về vật phẩm của thương nhân Whitty. Oh yeah. Wow. Thì anh em nhớ nhé, anh em thuộc hết các NPC ấy, ở trên cái thành Alex này rồi ấy, thì làm cực kỳ là dễ và đơn giản và rất là nhanh. Mình thì cũng gần như là thuộc hết rồi đấy. Giờ chỉ cần chạy đi chạy lại thôi mà lên phần trăm liên tục thôi này. Thủ thư chấp nhận. Yêu cầu của thủ thư này, tao biết rằng điều này không hiểu. Record là đánh con quái này. Hắc hoa tiêu à. Được, tí nữa, nếu mà vẫn chưa lên thì mình sẽ đánh. Cuốn sách không phải trở về. Vẫn quên chưa mang cái cuốn sách không trở về cho Ellie. Mang cái cuốn sách không trở về đấy, thì chạy lên trên này. Táp lên chạy cho nó nhanh. Đây, Ellie ở đây. Bắt đầu này, cuốn sách không trở về. Chấp nhận. Bắt đầu, cuốn sách không trở về 2. Xem nào ở dưới này nó là cái gì. Ai đánh mấy con bọ ở đây. Được rồi, tí nữa mình sẽ ấy sau. Mình ra chỗ Titi và Wiki để trả mấy cái nhiệm vụ kia nữa. Wow, trả mấy chốc mà lên level 110. Giờ gần như là mình cũng đã thuộc hết các NPC rồi. Giờ chỉ cần chạy chạy thôi.
Đây, mang cho Quýt đi trước. Bắt đầu nói chuyện này. Chữ ký của Quýt đi chấp nhận. Chữ ký của Quýt đi 2. Lại đi săn cái gì ở đây? Đấy, lại săn mấy con này. Rồi được rồi, để xong. Giờ mình sẽ ra chỗ Titi. Trả Melis trước đã. Chữ ký của Melis. Trả Melis 2. Vận chuyển chữ ký của Melis đến đâu nhỉ? Người quản kho. Rồi, quản kho ở kia, tí nữa mình sẽ mang sang. Mình trả của Titi trước đã. Chữ ký của Titi. Chữ ký của Titi 2. Giết 50 con bọ cát sa mạc. Ở bên này. Thuốc loại ngựa. Ok. Thuốc ngựa này. Xem nào. Thuốc ngựa ở đây đánh con con hia này, rồi cái này để sau đi, ký ức này. Ký ức về tình yêu với người chồng. Người đã tìm được tung tích của chồng ta. Ký ức về chỗ nào nhỉ? Đây, ký ức đây. À, đi đánh con đấy. Rồi, để sau. Mình ra chỗ này mình ký tiếp ở quản kho này nữa. Bắt đầu nói chuyện. Chữ ký này. Chấp nhận. Vật phẩm của thương nhân. Lại mang hóa đơn cho Whisky tiếp. Phải không nhỉ? Sao mình vừa ấy rồi mà. Mang vật phẩm lưu trữ cho thương nhân. Người đã mang cho Wendy. Đây ở bên này. Xem là thương nhân nào. Tiệm đồ buôn đây, thương nhân bên này. Đây, vật phẩm này. Yes. Kế hoạch của Wendy à. Có chuyện gì nữa, đợi một chút này. Không quan tâm. Thung lũng tiếp. Wow. Mình đã làm đến 99% rồi, rất là nhanh luôn này. Khả năng mình bây giờ mình sẽ cho PT đi về nhé. Vậy là mình đã sắp sửa lên xong cái nhiệm vụ ấy, à lên 110 cho cái tài khoản kia rồi. Rất là nhanh luôn đấy mọi người. Đấy. Và bây giờ mình sẽ đi ra bên này đánh. Đánh ở bên này. Đánh con bạch đạo tặc ấy. Đấy, vậy là PT của mình đây đã về hết đây rồi. Bắt đầu theo dõi này. Đi vào a ship trừ đi. Đây, và bây giờ mình chạy ra cái chỗ địa điểm kia thôi. 99,99%
0,1% rồi, rất là nhanh luôn. Rồi khả năng mình sẽ tua qua đoạn này đây. Đây, vậy là mình đã đến cái địa điểm này rồi. Mình sẽ làm tầm 3 nhiệm vụ nữa là mình về mình trả. Thì lúc đấy là nó sẽ lên luôn 110. Lên vào 110 rồi. Bây giờ đang là 99,10%. Rất là nhanh nữa thôi là mình sẽ lên level 110. Mình thử tìm xem xung quanh ở đây nhá, xem có cái nhiệm vụ nào nó gần gần chỗ này nữa không. Ở đây thì mình đã nhận hai cái nhiệm vụ này, đánh con bạch đạo tặc này rồi. Đây, đánh con 100 cỏ đắc kíp. Cái này cũng được. À, hắc hoa tiêu. Đi săn 80 con hắc hoa tiêu. Hắc hoa tiêu ở bên này. Tí nữa mình sẽ đem BT mình sang. Đấy, ba cái nhiệm vụ này mình làm là nó sẽ lên được 110. Tầm đấy là xong. Mình thử tìm xem ở quanh đây xem còn cái nhiệm vụ nào nó gần gần nữa không. Rồi, không đâu. Khả năng là mình cũng tự đoán rồi. Thì mình làm xong ba cái nhiệm vụ này thì mình thử cộng xem cái điểm này nhé. 55. Đây là 58. 3 này. 556, 588. Tám tám trừ 56 thì đủ gần 30, chưa đến 30 đâu. Thì mỗi cái nhiệm vụ này của mình là được tận 9 triệu, thì xấp xỉ vào tầm 27 triệu. Ok là vừa đủ đấy. Rồi ok, khả năng là mình sẽ tua nhanh qua thôi. Để xong. Cũng sắp xong rồi. Hello, vậy là mình đã xong. Ở đây và mình sẽ cho PT sang con hắc hoa tiêu nhé. Sẽ chuyển PT lên tiêu diệt 80 con hắc hoa tiêu. Nữa là mình sẽ về trả nhiệm vụ, vậy là lên level 110. Đấy, lên level kiếm 10% rất là nhanh. Nếu mà anh em có thời gian mà ngồi cái này làm mấy cái nhiệm vụ này, cứ đi làm nhiệm vụ này là lên level rất là nhanh luôn đấy. Nếu mà có X2 hảo hạng nữa thì còn nhanh nữa. Tại vì anh em sẽ có cái dịch chuyển ngược. Chạy chậm đấy nhỉ. Lại phải quay lại đón. Sao là hắc hoa tiêu. Khu trung tâm của nó ở đây. Ai già, ở đây cũng đang có một PT đang
farm ở đây rồi. Chỗ này KS thì cũng hơi khoai. PT này là PT Pow. Mình cũng không có khả năng nắm chắc được đâu. Đây, đứng ở đây đi. Nhận vị trí ở đây. Bắt đầu vote. Đấy. Và bây giờ tiêu diệt 80 con thôi. Khả năng là mình sẽ phải để bán kính nó rộng ra thì mới KS được. Để 40 đi. Ok. Giờ thì mình cũng xin phép là mình tua nhanh qua đoạn này. Nốt nhiệm vụ này là mình về mình trả, là coi như là mình cũng đã xong hết toàn bộ cái series lên level 110 này của mình. Rồi mình sẽ tua qua nhé. Mình vừa tính lại cái điểm ở đây thì vẫn phải thêm một cái nhiệm vụ nữa. Rồi mình đã hoàn thành xong ba cái nhiệm vụ rồi. Và bây giờ mình sẽ thêm một cái nhiệm vụ nữa. Dừng bot. Làm thêm một cái nhiệm vụ nữa thì mới đủ để có thể về trả. Vừa nãy mình có tính sai. Rồi và bây giờ mình sẽ ra đánh con thêm một cái nhiệm vụ nữa ở bên này. Đây. Đánh con Duck Keep. Duck Care Flip. Thu thập 100 cỏ. Mình sẽ nhận vị trí ở đây và bắt đầu farm luồng. Đây đi, cho nó ra hẳn chỗ này cho nó đông. Ai xa, không để ý ở bên trên này có một PT farm. Một PT farm thì mình phải vòng lên đây thôi, tránh đụng độ. Ở đây nhận vị trí, bắt đầu bot. Ok.
triệu. 9 triệu 600 bao nhiêu điểm. Đủ đấy, nếu mà hoàn thành xong cái này là mình về trả nhiệm vụ là đủ. Thì mình cũng chỉ cần lên level 110 thôi là up được skin. Up được skin mắc skin luôn, 3 phép. Và sau đó là mình có thể lai dai từ từ, không cần gấp nữa. Đây là mình đang để bán kính nó rộng. Mình sẽ để lại cái bán kính của nó 15 đi. Rồi ok, giờ mình sẽ đợi nhé. Mình sẽ phao xe lại rồi đợi tua nhanh. Rồi ok. Vậy là mình đã hoàn thành xong rồi và bây giờ mình sẽ trở về và trả nhiệm vụ. Mình sẽ phù về và trả nhiệm vụ và ăn mừng lên level 110 nha. Vùng này. Tiên. Ok. Ở đây vừa nhận những nhiệm vụ gì nhỉ? Nhân viên tài chính. Rồi, chạy tiện này mang lên luôn. Cũng ở gần. Rồi, sắp sửa lên rồi. Rồi xem là trả tiếp nhiệm vụ này ở đâu. Ồ, ở bên này. Cái này ở chuồng ngựa này. Cái này ở tiệm thuốc. Xuống đây luôn. Nhiệm vụ này khá là nhiều nha mọi người. Chạy lòng vòng một lúc thôi mà nó phát sinh ra rất nhiều nhiệm vụ. Mà mấy cái nhiệm vụ này là rất là dễ làm. Mọi người như mình bảo đấy, chỉ cần thuộc NPC thôi là mọi người sẽ chạy đi chạy lại. Wow, 99,91% rồi này, sắp lên rồi. Chuồng ngựa nữa. Quay lên chuồng ngựa là trả cái là lên 110 luôn. Ok. Vậy là mình đã lên level 110 rồi. Và mình sẽ cộng vào mana. Up skin. Mark luôn. Mắc luôn. Đấy, lên level được 110 này rồi thì tăng cái lượng đam lên và lượng thủ lên rất nhiều. Đây, cái thủ vật lý này 224 mình up lên xem là nó tăng lên thành 237, tăng mười mấy thủ lên. Skin băng mắc luôn.
Ở đây còn một cái nhiệm vụ này nữa, mình xem nó ở đâu rồi. Tiệm thuốc mình ra mình trả luôn. Đấy, như mình nói đấy, thì anh em có thời gian thì làm mấy cái nhiệm vụ này nó sẽ lên level rất là nhanh. Rồi, video của mình xin kết thúc tại đây thôi. Thì xin hẹn gặp lại và anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Và nhớ chia sẻ, nếu mà có được thì hãy chia sẻ video của mình cho những người mới chơi có thể biết đến kênh của mình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.